Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 7 để bàn về việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức. Trong các số đối thoại trước thì chúng tôi đã bàn rất nhiều tới những điều thay đổi trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi liên quan đến việc là kê khai tài sản thu nhập. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của quý vị khán giả muốn chúng tôi phân tích kỹ hơn về bản kê khai hiện nay cũng như thực trạng của kê khai và những giải pháp chúng ta sẽ làm trong thời gian tới. Đó là lý do chúng tôi tổ chức chương trình đối thoại tuần này để cùng bàn về những nội dung mà khán giả mong muốn chương trình đối thoại đề cập và giải đáp. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch công ty luật Basico. Ông Phạm Đức Bảo, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển. Ông Đoàn Trọng Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Aposimex. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục với một đề tài rất là lâu của chương trình đối thoại, bởi vì đây là số đối thoại thứ 7 rồi. Tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều vấn đề mà khán giả đang thắc mắc và quan tâm, thì trước khi mà chúng ta cùng bàn kỹ về vấn đề là kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Phải có một sự tiếp cận. Tuy nhiên cái sự tiếp cận này đó thì nhìn các nước thì người ta đều cân nhắc cả. Người ta tức là làm sao một mặt là bảo đảm cái quyền bí mật, bảo đảm cái sự an toàn cho người có tài sản, nhưng mặt khác là bảo đảm người dân có quyền tiếp cận. Tôi lấy ví dụ như một số nước thì người ta có quyền tiếp cận, nhưng mà không phải bất kỳ ai có thể ngó vào đây được. Anh muốn tiếp cận thì anh phải để lại số chứng minh, bởi vì sau này có vấn đề gì xảy ra thì anh sẽ là một trong những người nhớ là cái thông tin đấy có bị trộm cắp vì sao đó. Thì cái tính an toàn đấy là phải tính đến. Thực tế ra thì các nước người ta cũng làm thế. Và một cái điểm nữa cũng quan trọng là thực tế thì cái số lượng kê khai tài sản nó không nhiều nước, và đối với các nhà chính trị thì thông thường là họ bản thân họ tự công khai để họ thể hiện cái sự minh bạch, và cái điều đấy nó mang lại uy tín cho họ trong các cuộc bầu cử. Thế thì cái này, vấn đề này thì nó cũng có rất là nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà đúng là cái mối lo của chúng ta là gì, là đúng như anh Hùng nói đấy, là kê khai là một chuyện, nhưng quan trọng là anh phải giám sát được cái điều đó. Bây giờ của mình là gì, là phải có phản ánh, có tố cáo vân vân, nhưng mà có thể xuống nước để bảo đảm sự công bằng. Đó, tôi cứ kiểm tra theo xác suất, năm nay thì rút thăm kiểm tra ông nói vậy. Chứ vậy thì cái người công chức luôn luôn đặt trong một cái tình thế là anh rất dễ dàng bị phát hiện không trung thực, và như vậy thì nó sẽ bảo đảm cái ý thức trách nhiệm. Nó là ý thức, nó là đối phó là gì, chúng ta cũng làm, nếu mà nói đúng quy trình thì hoàn toàn rất đúng quy trình, cũng theo đúng như các nước. Nhưng mà cũng đồng tình với anh Minh ấy, là cái con người châu Á nó khác, có nghĩa là cái quan hệ với nhau thì người ta cũng cái kiểu thậm chí là bằng mặt nhưng không bằng lòng, nó như vậy. Hay là cái tâm lý người ta e ngại, mà mấy câu ngạn ngữ người ta nói là người chiến thắng là người không có kẻ thù, mà trong cái quan điểm chúng ta thấy là không ai nắm tay được suốt ngày. Mà bản thân thường thường những anh mà tham nhũng là gì, là những anh có chức có quyền, mà là nhân viên cấp dưới, mà khi trong những điều kiện chỉ có những mâu thuẫn đối kháng thực sự anh mới đòi hỏi anh mới điều tra cả ấy. Còn bình thường thì thôi, có nghĩa mi không đụng đến ta, ta không đụng đến mi, cho nên cũng trong cái thực chế, trong cái hoàn cảnh của chúng ta cũng phải thông cảm. Người Á Đông ấy là ít khi va chạm, chỉ có khi động chạm đến quyền lợi của anh thì mới làm. Trong cái vừa rồi, trong cái luật phòng chống tham nhũng mới, tôi thấy có hình như là 15, 16 cái điều là phải công khai minh bạch, là công khai ở nơi làm việc, công khai trên website, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, công khai ở nơi cư trú, rồi công khai vân vân và vân vân. Trong cái dự thảo luật sửa đổi đấy ạ. Vâng, luật sửa đổi. Thế nhưng lại chốt một cái điều hai của luật sửa đổi trong vấn đề minh bạch ấy, thế này, thủ trưởng cơ quan có quyền chọn một hay nhiều cái cách công khai đấy. Thế thì tôi lại quay lại là thôi, tôi chỉ chọn một cái, tôi công khai ở cơ quan tôi thôi, tôi không vi phạm cái gì cả. Thì cuối cùng hóa ra nó lại cuối cùng là hình thức hóa, là cuối cùng cũng lại quay lại vấn đề là vẫn như cũ, bình mới rượu cũ. Cho nên tôi nghĩ rằng phải thay đổi. Nghị định 78/2013 về minh bạch tài sản thu nhập đã quy định rõ những tài sản thu nhập mà cán bộ công chức phải kê khai, bao gồm các loại nhà, công trình xây dựng, các quyền sử dụng đất, tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân tổ chức trong và nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên, tài sản ở nước ngoài, ô tô, mô tô, xe máy, tàu thuyền và những động sản khác mà nhà nước quản lý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác và có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, tổng thu nhập trong năm. Ngày 23 tháng 5 năm 2017,
Bộ Chính trị đã ban hành quy định 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với đối tượng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Có khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện này. Theo đó, chủ thể kiểm tra đối với đối tượng này là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Còn chủ thể giám sát là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các chi bộ mà các cán bộ đó đang sinh hoạt. Theo báo cáo của Chính phủ, số người đã kê khai tài sản thu nhập năm 2016 là hơn 1,1 triệu người. 77 người được xác minh tài sản thu nhập, phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm kê khai tài sản thu nhập. Năm 2017, số người đã kê khai tài sản thu nhập tăng 10,8% so với năm 2016, đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Có 78 người được xác minh tài sản thu nhập, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, chỉ riêng năm 2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã thụ lý điều tra 9 vụ án với 34 bị can và thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Các con số này đang khiến cho nhiều người băn khoăn liệu việc kê khai tài sản có đảm bảo thực chất, minh bạch và thực sự trở thành công cụ phát hiện, phòng ngừa tham nhũng hay không. Vâng, thưa các khách mời, trong các số đối thoại trước thì chúng ta đã bàn đến rất nhiều những cái góc độ khác nhau liên quan tới việc kê khai. Tuy nhiên là chúng tôi cũng nhận ý kiến của khán giả như tôi giới thiệu từ ban đầu là họ rất mong muốn chúng ta có thể nhận xét chi tiết về cái mẫu kê khai hiện nay như thế nào. Thì chúng tôi đã gửi tới cho các khách mời những mẫu kê khai theo như là quy định của chúng ta hiện nay. Thì các khách mời đánh giá thế nào về cái mẫu kê khai mà các khách mời đang nhận được ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Trương Thanh Đức ạ. Trước hết tôi thấy rằng là cái nội dung mà đưa ra thì thể nói là tương đối là đầy đủ, bám sát quy định của Bộ Luật Dân sự, có thể nói là kê khai tài sản thì tài sản gồm những cái gì? Theo luật hiện nay là có 4 loại. Thứ nhất là tiền, thì trong này có đủ tiền, tiền Việt, ngoại tệ, vân vân. Thứ hai là vật, thì nhà, đất, rồi ô tô, xe máy, tàu, thuyền, tivi, tủ lạnh, vân vân. Những cái thứ mà có giá trị cũng đã được liệt kê vào. Thứ ba là cái giấy tờ có giá, trong này cổ phiếu, thì trái phiếu cũng đã có. Và cuối cùng là quyền tài sản, thì có vẻ như nó chưa thật là rõ lắm, chưa thật đầy đủ lắm. Thế nhưng nó cũng là phụ thôi, vì ví dụ như là cái quyền sở hữu công nghiệp hay những cái gì khác thì hoàn toàn cũng có thể là có giá trị lớn. Thậm chí có những cái mới thì chắc là cũng chưa cập nhật kịp, như là tiền ảo chẳng hạn, thì có liệt kê không hay đưa nó vào cái gì. Thế còn cũng có một vài cái gọi là chưa thể nào mà khép kín 100%, thế nhưng tôi nghĩ không quan trọng. Ví dụ trong này thì có đưa ra là các cái khoản phải trả nợ nần như thế nào thì có, nhưng lại không có cái khoản phải thu. Rất có thể là cái thời điểm người ta kê khai đấy nó không nằm trong 4 cái loại tài sản kia, nó không rõ, nhưng có cái khoản phải thu, gọi là cũng bản chất là cái quyền tài sản đấy. Tôi nói như lúc đầu ấy, là nó không rõ. Tất nhiên có cái phần là khoản cho vay, khoản nợ, thế nhưng những cái khoản mà người ta mua bán, những cái khoản mà người ta giao dịch, người ta làm các cái dịch vụ, làm các cái hợp đồng khác ấy, thì có thể là tương lai gần hay tương lai xa người ta thu hàng trăm triệu, hàng tiền tỷ. Thì về cơ bản tôi cho rằng là được, vấn đề chúng ta là cách thức triển khai thế nào, cách thức kiểm soát ra sao, chứ còn đâu không cần phải chỉnh sửa nhiều, không cần phải thay đổi nhiều những cái cách thức kê khai này, tương đối chi tiết, tương đối cụ thể. Vâng, tôi thì đọc cái bản kê khai này thì thấy khá đầy đủ rồi, và chỉ cần cái câu là nói rằng là các tài sản khác là được, bởi vì mình cũng khó cái liệt kê mà khó hết được. Ví dụ như các tài sản chung hợp nhất, rồi là hoặc là những cái tài sản đang cho vay, vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ là vì chúng ta có một cái điều quy định là các tài sản chung, cho nên là thế cũng là được. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái kê khai này á, là trong thời gian bao lâu, một năm bổ sung một lần hay là 6 tháng? Bởi vì bây giờ có những cái thu nhập, có những cái mà nó có thể rất là nhanh, như là đầu tư vào chứng khoán chẳng hạn, có khi tháng nay tài sản chỉ có 10 tỷ, tháng sau lên 15 tỷ cũng không biết được. Cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề ở chỗ là anh phải quy định về cái thời gian bổ sung cái bản kê khai này, chứ còn để một năm thì tôi nghĩ là hơi bị lâu. Đấy, cho nên là vấn đề là cái biến động của tài sản phải được cập nhật. Cái thứ hai nữa là cái việc quy định là con, thì tôi nghĩ là bây giờ đúng là tài sản 18 tuổi đấy thì có quyền độc lập về tài sản,
Nhưng mà rõ ràng cái mục đích của chúng ta kê khai tài sản là để chống kiểm soát cái tài sản của các quan chức, cho nên như bộ mẹ thì có thể có chức quyền thì tài sản có thể tuôn sang cho con cái, cho nên cũng nên kiểm soát ở đấy mức độ nào đó, cũng phải kê khai công khai minh bạch, bởi vì khi anh đã hoạt động này thì đòi hỏi anh phải minh bạch cả cái gia đình, không những là bản thân tài sản của anh mà của các con. Nhưng mà trong này thì cũng có phần kê khai của con mà. Có còn nhất tương không có. Có nhưng mà lại chúng ta thấy là nó cũng không con chưa thành niên đấy. Con chưa thành niên khác với con thanh niên đấy chứ. Bây giờ tôi có con coi tôi 20 tuổi thì nói là thanh niên nhưng mà thực ra nó hoàn toàn phụ thuộc. Bây giờ 20 tuổi mà có một cái tài sản là có hàng chục tỷ thì làm sao mà có thể có hình thành nhanh như thế được đâu. Cái này là con, tôi nhìn đấy là con chưa thanh niên chẳng có ý nghĩa gì, vì con chưa thanh niên đương nhiên về mặt tài sản là về cơ bản là không có hình thành tài sản đâu, chỉ có ai biểu tăng chó cũng đáng kể. Cho nên là khái con chưa thanh niên thì nó thì buồn cười vì tài sản là phụ thuộc, trong lúc cải cần khái là con thanh niên thì lại không khái đấy, cho nên cọ nhưng mà không cọ. Cho nên cái này là tôi thấy cái đối tượng để liên quan đến cái khái trong gia đình là vợ chồng, con và bố mẹ được không? Trong cái dự thảo luật bố mẹ, bởi vì tôi thấy ở Hà Tĩnh có cái ba gì đấy, có cái rồi, biệt thự khoảng 100 tỷ rồi. Thì ông ngay bàn rau làm rau có biệt thự thế, bởi vì con nó đặt tên cho nên là tôi nghĩ là bố mẹ, vợ con, vợ chồng, các con, không kể thanh niên hay chưa thanh niên thì của tôi thấy. Thiết kế này thì tôi cho rằng mới chỉ là kê khai duy nhất cái người cán bộ đấy. Đúng thôi rồi. Vợ chồng vì sao, vì đấy là sở hữu chung đấy, là đương nhiên phải khai vào. Con chưa thành niên là hoàn toàn phụ thuộc bố mẹ, trách nhiệm rồi mọi cái thứ tài sản, chứ còn đâu cái trường hợp mà có tài sản riêng là vô cùng hãn hữu, vô cùng đặc biệt, và thậm chí có thể nói là ai cũng biết. Cho nên trường hợp này là hoàn toàn chưa điều chỉnh những người xung quanh, chưa điều chỉnh đối tượng liên quan thì chúng ta sẽ phải nói tiếp. Nhưng mà tôi xin bổ sung chỗ anh Đức nói này, chưa hẳn vợ chồng tài sản chung cả đâu. Bây giờ thời đại bây giờ người ta có tài sản riêng đấy, cho nên cũng phải khái, bởi vì sao ông lại không, đây là tài sản riêng của vợ tôi thì cũng được đâu. Cho nên trong quá trình hôn nhân vẫn có thể hình thành tài sản riêng, anh vẫn phải khai nếu khó. Cho nên là cũng không thể là chỉ có tài sản vợ chồng là tài sản chung đâu. Bây giờ nhiều người là có tài sản riêng đấy. Cho nên người ta phải ngăn chặn những cái đó, người ta có thể dùng cái hình thức đó để người ta trốn tránh. Tức là bản kê khai này thì nó cũng gọi là không thật đầy đủ, nhưng cơ bản là đầy đủ, theo tôi nghĩ thế. Vì có 9 cái tức là giải trình, tức là biến động của tài sản và của cải, thì trong 9 cái tiết mục này nó đã thể hiện hết rồi. Nhưng mà có một cái tên này, nhằm mục đích để kê khai thì cái bản này vẫn là chưa đủ, quy định là đủ rồi vẫn chưa đủ, mà còn phải phối hợp kết hợp tố giác phát hiện các cái tài sản mà nhờ đứng tên, gửi đứng tên, họ hàng, những người thân thích, những cái đấy mới là khó. Cho nên nó phải, đây là mấy bản, ta đang nói về bản kê khai. Còn muốn kiểm soát tham nhũng và tố giác tham nhũng thì cần phải có nhiều cái biện pháp, các cái giải pháp khác nữa. Hầu hết bây giờ tôi thấy trong thời gian vừa qua là phát hiện chủ yếu là do dư luận xã hội về các cái cơ quan truyền thông, báo chí là cái nơi này nó phát hiện nhiều. Nếu như làm một cuộc cách mạng toàn dân, ai phát hiện được quan tham thì cần có hiện tượng tố giác, cái đấy mới là cái cơ bản để phát hiện nó chính xác. Và đến gốc, đến rễ, đến nguồn, đến cạnh. Ông nào mà giàu là dân biết ngay, không ai biết bằng dân cả. Miếng đất này là ông ba nọ đứng tên đấy, nó rất là lớn đấy, nhưng mà cái ba nọ, ông kia không phải là người có tiền để mua cái miếng đất đấy. Thì ai, một cái tài sản lớn như vậy, hàng trăm tỷ, hàng mấy chục tỷ, hàng nghìn tỷ, thì phải có người thứ nhất, họ là người thứ hai, thứ ba thôi. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Chứ còn kê khai thì có lẽ cái bản tài sản này là ổn. Theo tôi nghĩ thế là ổn. Nếu đánh giá bản kê khai tài sản tương đối chi tiết đầy đủ. Tương đối chi tiết đầy đủ. Thực ra là
ổn hoàn toàn về mặt hình thức thôi và ổn theo cái về mặt như này chúng ta đánh giá thôi, chứ còn nếu mà nói để giải quyết vấn đề là phòng chống tham nhũng thì chẳng tác dụng gì. Ví dụ tôi có 10 tỷ, tôi hoàn toàn có thể kê vào đây 1 tỷ hoàn toàn đúng luật. Vì cổ phiếu bây giờ anh định tính giá thế nào? Tôi tính mệnh giá mà, có sai đâu. Đôi khi nó lại dưới mệnh giá, đôi khi nó lại gấp hàng vài chục lần mệnh giá. Nhà đất, tôi có cái nhà đất là tôi mua 10 năm trước, bây giờ lại còn mở đường hay là thời gian nó thay đổi thì bây giờ tôi tính theo cái giá ngày xưa hay cái giá hôm nay? Hôm nay thì ai định giá, tính thế nào? Và quan trọng nữa là bây giờ kể cả có những bằng chứng pháp lý cũng chẳng có tác dụng gì. Giao dịch mua bán nhà đất chúng ta hiện nay thì tôi thấy phổ biến tình trạng là công chứng rồi hồ sơ nộp thuế là chỉ bằng 1/10 cái giá trị nhà đất thật thôi. Đấy, hồ sơ công chứng đàng hoàng đấy, nhà nước thừa nhận đàng hoàng đấy. Nhà nước lúc đấy thì bảo thôi tôi tính thuế theo khung giá, còn ông muốn ghi nào kệ ông. Tức là luật nói rằng là nếu mà ghi cao hơn khung giá thì tôi sẽ tính cao hơn, ghi thấp hơn thì tôi tính theo khung giá. Người ta thường ghi bằng 1/5, 1/10. Thế thì bây giờ tôi tính theo cái hợp đồng công chứng là chuẩn quá đúng không? Làm sao lại bắt tôi lại phải tính theo một cái giá nào đấy mà không có căn cứ gì? Rồi tiền, nếu như mà tôi gửi ngân hàng thì nó rõ là 50 triệu trở lên. Thế còn nếu mà tôi để ở nhà thì nó thoát ẩn, thoát hiện. Thậm chí tôi cho vay mượn nhau hay là đặc biệt là bố mẹ, anh chị em ruột và con thì hoàn toàn là nằm ngoài cái vòng kiểm soát này. Trong khi đó chúng ta đã có một cái những cái tiền lệ trước đây là quản rất là chặt. Quản rất chặt, tất nhiên thực tế nó là chuyện khác. Lĩnh vực ngân hàng ha, bây giờ quy định là một cái người sở hữu không quá 20% cái vốn ngân hàng cộng cá nhân họ và bố mẹ, vợ con, anh chị em ruột. Thế thì ở trường hợp này tại sao lại không đặt ra một cái quy định tối thiểu như thế? Thậm chí phòng chống tham nhũng là phải mở rộng hơn ra những cái đối tượng nghi ngờ này khác thì là sau, nhưng tối thiểu là những người thân thích, gọi là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, mở rộng hơn một chút thì nó mới hợp lý. Chứ còn đúng là từ trước cái này quy định như thế này thì thường là các quan chức khai đúng ở cái chỗ là ai đứng tên chẳng được, có kiểm soát được đâu. Vâng. Tôi có ý kiến này. Có ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức, cái tôi thấy này. Cái tham nhũng thì không phải là đánh đồng đâu. Nhưng mà cái cơ chế trong cái thời gian vừa qua đã là quan to nhá. Khách quan mà nói thì cũng có những cái luồng tiền mà nó, cái luồng gọi là thu nhập nó vào, nó cũng không phải là hợp pháp lắm. Nói như vậy là nó khách quan, theo tôi nghĩ thế. Thì bây giờ để cặn kẽ bảo có tham nhũng hay không tham nhũng, hai cái nó khác nhau, phải được pháp luật nó quy định thời mới xử lý được. Thế vừa rồi cái kinh nghiệm mà chống tham nhũng của ta vừa rồi là đang đi vào các cái dự án, các cái vụ việc có thu từ ngân sách, từ nguồn đầu tư rất lớn mà cuối cùng nó cho một cái kết quả rất nhỏ, nó mất cân đối cho nên cũng dễ phát hiện. Từ chỗ đấy thì bắt đầu cũng không bắt được tiền nó chui vào đâu, không thể phát hiện được trên sổ sách. Nhưng mà quy về trách nhiệm là cố tình, tức làm trái, làm trái quy định, từ chỗ đấy mới lân ra các đầu mối. Mà phát hiện thì thường thường là bên đảng là chủ yếu thôi, bên ban kiểm tra đấy, mà do đồng chí tổng bí thư trực tiếp chỉ đạo đấy, thế là chủ yếu. Còn thì tôi nói thật nhé, đi nước ngoài anh chúng tôi về cùng làm doanh nghiệp, bây giờ bảo nói có cái tài sản mà nó xem 5-70 tỷ mà thực chất của mình là ít trong doanh nghiệp có lắm. Thường thường là cái có của doanh nghiệp thì thường thường cái phải trả cho ngân hàng. Thì bây giờ bảo ngân hàng và doanh nghiệp được đấy, cứ hay nói là ông ngân hàng ông tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng mà nhiều doanh nghiệp còn bảo lãi suất nó cao tổ bố thì làm gì mà để có ngân hàng nữa. Để có mà làm gì để mà đụt lọt cho mấy ông ngân hàng bảy vốn nữa. Mà cái thúc ép của chính sách ấy, buộc ngân hàng phải cho doanh nghiệp vay vốn. Thế làm gì có cái cơ để mà ông lãnh đạo ngân hàng mà ông
cho doanh nghiệp như vậy là vay một cái lãi suất mà năm tháng cả ngoài cả cái quy định ưu đãi mà cả cái quy định của cả cái ngành đầu tư hoặc là cả cái ngành hàng ưu đãi thì nó cũng khó nhằn lắm rồi. Và đầu tư vào đấy cũng khó sới lắm rồi. Cho nên trước đây cứ nói đến ngân hàng là cứ nói tham nhũng, mà qua cuộc vừa rồi thì thấy ngân hàng thường thường là thất thoát do không kiểm soát, không quản lý được. Chứ tôi làm doanh nghiệp tôi biết ngân hàng người ta cũng lo cho doanh nghiệp lắm, lo cho doanh nghiệp. Anh nói khéo lạc đây. À, không phải, đây là nói tham nhũng. Cho nên như vậy là những cái này thường thường gần đấy á, là được cả cái quy định, cả cái dư luận xã hội nó loại ra. Nhưng mà bây giờ năm nó nằm ở đâu? Nằm ở các cái dự án. Thí dụ như các cái dự án A, B, C này, nó cứ đổi vốn lên. Và đồng thời cái thanh toán với cái nghiệm thu cái sản lương thực tế á, nó không cân đổi. Thì từ chỗ đấy thì như vậy là được hết là trong nội bộ. Nó cũng liên họ quan tự thôi. Tự phạt giá, nó liên quan đến nhau, nó phạt giá. Sau đấy thì như vậy là qua kiểm toán, bao giờ nhà nước ta cũng đưa kiểm toán vào mà. Nếu và mà, đồng thời là được cả cái dư luận xã hội, trong đấy có báo chí, truyền hình cũng đóng góp rất quan trọng, mới phát hiện được cái vụ việc như vậy. Thì bây giờ muốn làm cho triệt để, mục đích theo tôi nghĩ là để ngăn chặn thôi, ngăn chặn là chính, được đưa ra, phát hiện ra, xử lý thì nhằm mục đích cũng ngăn chặn thôi, để làm cho tốt hơn đấy. Cho nên theo tôi nghĩ như vậy là chính phủ, các cái ban ngành, các cái cơ quan phải nghĩ ra các cái kế sách, các cái cách để quản lý mà không gì bằng công khai dân chủ và đồng thuộc khoán. Cái dự án, cái dự án này là nó dự toán đất đầy, rất đầy đủ chi tiết, cái mức đầu tư thế này thôi. Anh Nhân có làm được đầu thầu công khai, minh bạch. Nếu làm được thì ăn, lại bao nhiêu cũng ăn, là cho cái đầu óc của anh này, do sáng tạo này, do cần cù và đồng thời do tính hợp lý trong quá trình vận hành của anh. Vâng, tôi hiểu. Thì anh ăn. Nhưng mà ngược lại, thì anh phải chịu trách nhiệm. Theo tôi nghĩ, phải làm theo cái phương án tốt nhất. Tôi hiểu ý của ông Lý, bởi vì nó hoàn toàn liên quan đến vấn đề chống tham nhũng. Thế nên là những cái nội dung của ông Lý, nhưng chúng ta bàn kỹ về vấn đề là kê khai. Vào chống tham nhũng thì nó rất là nhiều. Tôi muốn nói thế này này. Khi anh Đức Anh băn khoăn là bảo vì nếu như cái kế khai này là cũng không giải quyết đi nhiều thì cái này chúng ta cũng bàn thôi. Đấy là một trong những biện pháp để minh bạch thôi, chứ không phải là chúng ta kỳ vọng hoàn toàn. Nhưng dù sao nó cũng có tác dụng nhất định. Và chúng ta thấy rằng là gì? Cái gì cũng tương đối thôi, chứ không thể là đòi hỏi tuyệt đối được. Thì cái mục đích của kế khai đấy là kiểm soát tài sản của quan chức, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng làm sao để có trọng tâm trọng điểm thôi. Ví dụ những tài sản lớn và những cái người mà người ta có thể kiểm soát được tài sản, đó là cái cơ chế giám sát. Chứ còn bây giờ mà cho nó tuyệt đối thì cũng rất là khó. Và vấn đề ta bàn là kê khai những cái gì, thì tất cả những cái nội dung của bản kê khai khi nhận xét thì tôi thấy là tương đối rồi. Và hoàn chỉnh thì tôi đánh giá thế. Những vấn đề tôi chỉ bổ sung là ở cái chỗ là đối tượng của kê khai là con ấy, là không chỉ bỏ cái chữ chưa thành niên ấy, con. Và tôi nghĩ là phải thêm cả rõ ràng là tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc tài sản của bố mẹ, để bố mẹ chồng trong tự thân phù mẫu ấy, là để mình kiểm soát thôi, chẳng có những cái kê khai. Nhưng mà đối với những người là kê khai những cái tài sản, cho nên là không thể là bỏ qua. Bởi vì tôi làm lãnh đạo tôi chả có gì tài sản, toàn vợ con. Bây giờ đưa cho vợ có tài sản riêng, nó pháp luật cho phép, con có tài sản riêng, bố mẹ có tài sản riêng, đó là những thực tế. Thế từ chỗ đó mới bàn đến chuyện kiểm soát. Như anh Lý nói và chúng tôi cũng đã nói nhiều là phải để cho nhân dân giám sát thì rõ ràng phải công khai ở trên cái trang phép của cơ quan tổ chức đó, để ai muốn tìm thì tìm. Và trong quá trình kê khai này anh phải bổ sung thường xuyên. Để bởi vì như anh Đức nói, năm tháng này thì anh cổ phiếu lên, tháng sau cổ phiếu nó xuống, thì anh có một cái thời gian để bổ sung. Còn nói chung là để định giá cái tài sản nó cũng mang tính chất tương đối thôi, chứ cũng rất khó. Thì mình căn cứ trên thị trường thôi, thì anh có thể bổ sung thôi. Theo tôi là bổ sung, mà cứ để một năm bổ sung thì nó quá muộn. Mà cái bản kê khai này là phải bổ sung thường xuyên. Và thường xuyên đấy thì có thể là quy định mấy tháng, nhưng mà cũng có thể là có cái quy định là trong trường hợp có cái thu nhập đột xuất ấy, thu nhập lớn đột xuất không ấy, minh bạch bổ sung thường xuyên. Mục đích của nó là để minh bạch và mục đích là để nhân dân giám sát. Và nếu như anh khai không trung thực thì đấy là một cái
lại để đánh giá cái tư cách đạo đức của anh, cái sự trung thực của anh trong cái vị trí của anh đang là đảm nhiệm. Thế thì nhân dân là con mắt tinh đời nhất, anh gửi cho ai, thậm chí người thân, người bạn bè, chứ nói là người ruột thịt, rồi là thậm chí là bạn đấy. Thế thì rõ ràng là vì nhân dân người ta giám sát để cái kiểm tra cái kê khai của anh có trung thực không, chứ không kê khai này trở nên hình thức, nói như được cái tôi khai mấy cho được, còn bao nhiêu tôi gửi người khác hết đâu. Cho nên là tất nhiên là gửi bây giờ cũng rủi ro lắm, đến anh em còn trách nhiệm đâu, nữa là bạn bè hay là người quen. Cho nên là rõ ràng là cái những cái tài sản lớn ấy, người ta cũng khó mà gửi cho những người mà thiếu tin tưởng lắm. Cho nên tôi nghĩ là mình giới hạn những cái người mà bắt buộc phải kê khai là người có quan hệ gần gũi nhất là ở hàng thừa kế thứ nhất là đúng. Thế thì đấy là tôi nói về bản kê khai như vậy. Vâng. Nếu mà làm được mà lại cập nhật thường xuyên điều chỉnh giá thì cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng phải xem lại, vì là cái mấu chốt ở đây đấy là xác định là tài sản gì, còn cái giá có lẽ tôi cho rằng là ý nghĩa phụ thôi, và chúng ta chắc là phải định nghĩa rõ ra là cái giá lúc khởi điểm, lúc mà tôi mua, tôi hình thành, tôi có được tài sản đấy thì bao nhiêu thì anh kê khai, còn sau này thì có lẽ là một cái giá ước lượng nào đấy, hoặc các cơ quan chức năng phải ngồi mà tự tính ra. Cái mảnh đất ở cái phố Kim Mã đây chẳng hạn, thì anh không thể nào mà anh lại bảo là cái giá nó lại quá rẻ, quá thấp như ở đất nhà quê được. Thế còn cái quan trọng nhất tôi cho rằng là kê kể cả có sai kể có đúng, nhưng nếu có giám sát, nếu có công khai minh bạch thì nó sẽ ra vấn đề ngay lập tức. Cái khó của chúng ta là thế này, theo cái quy định cũ như này thì hoàn toàn là đưa hết lên mạng, phải đưa lên mạng, vì con chưa thành niên đấy là hoàn toàn phụ thuộc bố mẹ, vợ là cái sở hữu chung riêng, nó về cơ bản nó không phân biệt được, cho nên là chấp nhận, cả thế giới này cũng thế, là chấp nhận phải đưa vào kê khai chung và phải công khai. Thế nhưng nếu mà chúng ta mở rộng ra, bố mẹ, con thành niên hay anh em ruột chẳng hạn, thì có lẽ vấn đề lại không đưa lên được, vì cái quyền bí mật, cái quyền riêng tư của người ta, sở hữu của người ta hoàn toàn độc lập. Nói về lý là dễ có tham nhũng, dễ có lợi dụng, chứ còn đâu tức trách nhiệm. Tức là nếu chúng ta muốn đưa cái bản ấy lên trên mạng để công khai trách nhiệm tư cách là hoàn toàn độc lập, không được phép đưa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái kê khai chúng ta phải mở rộng để kiểm soát theo dõi, nhưng cái phần mà đưa lên mạng, phần công khai phải đưa cái phần của cá nhân, cái cán bộ đấy, và nhân dân chỉ cần soi cái đấy là đủ thôi ạ. Vì nói như ông bảo đấy, nhân dân biết hết liệu tài sản đấy có đủ không, hay anh chị em hàng xóm đâu đấy đứng hộ là người ta biết hết. Còn bây giờ ấy, theo cái kiểu tù mù này thì không có tác dụng gì cả. Như ông Lý lúc nãy nói là tất cả các vụ phát hiện ra là đảng, không đúng đâu ạ, xử lý là đảng. Phát hiện chứ không có vụ nào cơ quan chức năng phát hiện hết. Cơ bản là tố cáo nhau và nhân dân tố cáo rồi. Chứ còn đâu các cơ quan chức năng là không làm được việc này. Thanh tra hay là nội bộ là làm bình thường theo quy trình kiểm tra thanh tra là không ra, mà chỉ khi có những đấu đá nhau. Đấu đá. Nên là mỗi năm có một triệu, hơn một triệu bản kê khai là cũng chỉ phát hiện ra. Ban kiểm tra đảng là cái người mà tiếp nhận, xử lý những cái ý kiến, hiểu chưa? Tố cáo, tố giác, rồi đến kiểm tra có phát hiện, có kết luận hay không thôi. Cơ quan của đáng nhẽ phải lý tự người ta phải phát hiện ra, quan trọng. Ta kiểm tra cái này ta biết ngay đúng không? Thế nhưng thực tế là không làm được. Hai anh nói đều đúng cả. Như theo tôi nghĩ này, cái bản kê khai này dù sao chăng nữa nó phải có. Có chứ, phải có. Có đâu. Và đồng thời như thế này là tốt quá rồi. Có và mở rộng. Nhưng mà để thực hiện tất cả đều kê khai, mà kê khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết trung ương á, thì cái đấy nó mới khó. Chứ có khi kê khai xong mà đụt ở dưới cấm ba, cái đó là tính sao? Nó chả có cái giá trị cả. Đấy nó ban cái nội dung. Cho nên theo tôi nghĩ như vậy là đến giờ phút này ta đang ban về cái bản kê khai này, thì theo tôi nghĩ như thế này, nếu kê khai được tất cả là tốt quá rồi. Nó để làm căn cứ để đối chiếu. Sau khi phát hiện, nếu như anh kê khai trung thực á, thì theo tôi nghĩ như vậy, nếu có tham ô tham nhũng thì phải chịu một cái mức khác. Vâng. Nhưng ông Lý nói cũng đúng là hiện nay những bản kê khai này chưa được công khai. Chưa được công khai. Chưa được công khai lên trên mạng cho tất cả mọi người đều biết. Đó là một cái giải pháp mà để người dân giám sát. Ta chỉ kê khai rồi ta biết thôi. Thì cũng gọi giá trị chỉ. Nhưng nếu như quy định từ cán bộ kê khai mà bỏ trong túi có ý nghĩa. Cán bộ mà bị tức là cái luật chống tham nhũng kiểm soát á, là từ cái tầm nào là nên công khai. Cũng nhanh Đức vừa nói đấy. Tất nhiên là luật đồng quy định rất chặt chẽ, cái quyền bí mật riêng tư là được pháp luật bảo vệ. Nhưng mà anh đã
chấp nhận làm lãnh đạo thì anh phải có cái minh bạch. Như tôi thì tôi nó phải đưa những cái này phải luật hóa thì mới làm được. Không luật hóa làm nào được. Có nghĩa ông chấp nhận là một đảng viên. Ta thì quần chúng thì không bao giờ được làm cán bộ cao đâu. Nói thật đấy. Chẳng qua làm thì cũng do cơ cấu với lý do đấy. Nhưng mà thường thường cán bộ cao là đảng viên thì phải quy định riêng cho đảng viên. Mà đảng viên thì quy định trong đảng mà không luật hóa nó đi là cũng cùng mà đã luật hóa thì không thể nói đảng được. Đấy mà nói những người lãnh đạo có chức có quyền có tức là điều kiện để tiếp cận với kinh tế tài chính rồi thì các cái thu nhập thì phải công khai, nó phải luật hóa cái này. Tôi cũng hoàn toàn đồng tình, nhưng trong số đối thoại trước khi mà chúng tôi đặt câu hỏi cho các khách mời là liệu có phải đang để trong ngăn kéo không công khai không, thì có một số khách mời cung cấp thông tin là vẫn được công khai tại cơ quan, dụ trong vòng một tháng phải công khai rồi ở tổ dân phố, đúng không? Vâng, ngày xưa là bí mật, sau đó là đấu tranh mạnh quá và thấy nó vô nghĩa quá thì cho công khai, nhưng mà công khai nội bộ, nửa bí mật, công khai nội bộ, dán ở nội bộ thì chúng ta thấy là nội bộ là mọi thứ nó im im thít, trừ khi có một cái tranh giành đấu đá gì nhau thì nó mới bật ra và nó qua đi rất là nhanh, và cái sự giám sát thì nó rất là hạn chế. Cho nên là muốn một cái đơn giản nhất thì tôi nghĩ rằng là đưa công khai lên trên mạng, và chế tài của nó là gì? Công khai xong xong để đấy chỉ có tính chất là phê phán thôi thì không nghĩa nghĩa gì. Luật quy định, quốc hội quy định thật rõ cho tôi là các anh kê khai đi, anh muốn kê cái gì cũng được, tôi không can thiệp, anh kê cao kê thấp mặc kệ anh, nhưng trong một năm anh hoàn chỉnh, còn cái gì quên còn cái gì nhớ anh đưa hết vào. Nếu như sau này tôi phát hiện ra một cái tài sản đấy của anh mà chưa có trong đây, sau một năm tịch thu, khỏi phải đánh thuế, khỏi phải truy tố đấy, cái việc cái phải sau. Nhưng trước mắt là luật hoàn toàn có phép như thế, tại vì tự dưng là tôi cho anh đầy đủ cái điều kiện, cái cơ hội để hợp thức hóa mà. Anh không làm thì anh chấp nhận như thế. Tất nhiên nó chỉ đối với lại những người có chức có quyền, những người mà nó điều chỉnh thôi. Còn cái khó của chúng ta nữa là cái đối tượng bố mẹ, đối tượng con thành niên, đối tượng anh em ruột chẳng hạn. Thì ở đây là cái người gọi là chủ trì là người ta tự kê khai được, chứ không phải người khác kê khai hộ. Nhưng những người kia anh đâu có quyền kê khai, có bắt được những người để kê không, mối liên hệ liên quan thế nào. Và công khai thì tuyệt đối tôi nghĩ là không được, vì là để kiểm soát nội bộ thôi. Thêm thôi. Trong số trước các khách mời còn nói là nếu chúng ta đưa lên mạng thì cũng là rất là đúng rồi, nhưng mà những người nào muốn truy cập, muốn tìm những cái thông tin về những bản kê khai này phải đăng ký tên, rồi mục đích là gì, rồi số chứng minh là bao nhiêu, thì liệu có cần thiết như vậy không ạ? Không cần, không cần. Bây giờ tôi ý kiến của tôi thế này này, cái kê khai này là để mục đích là kiểm soát tài sản của quan chức. Vì vậy đương nhiên anh là quan chức thì vợ chồng anh là phải khai công khai rồi. Thì ta bàn đối tượng ra nói tiếp sau, nhưng mà ở chỗ nói vấn đề ở đấy chứ bố mẹ con và anh chị em. Thế thì cái quyền bí mật riêng tư, bí mật tài sản thì pháp luật quy định, nhưng mà rõ ràng pháp luật quy định, nhưng mà anh khi ra anh chấp nhận làm quan chức thì anh phải công khai, đó là pháp luật. Anh không thì anh đừng có làm, có ai bắt anh làm đâu. Ràng buộc về pháp lý, chứ không phải anh là bình thường, tôi là người công dân bình thường thì tôi không buộc phải khai, nhưng mà anh là quan chức để người ta kiểm soát anh trong quá trình nắm quyền, để anh có lợi dụng quyền lực để tăng lên thu nhập hay không. Thế thì vấn đề là tôi cũng đồng ý với anh Đức là công khai trên mạng ở cái trang web của cơ quan, và để bất cứ ai có thể tiếp cận được, chứ không cần phải là đăng ký hay là phải gì cả, bởi vì bây giờ quyền tiếp cận thông tin được quy định trong luật rồi. Thế thì ở đấy vấn đề ta bàn chỗ là bố mẹ và con nó có khác anh em không? Anh em thì tuyệt đối không được đưa lên, tôi đồng ý là anh em không thể đưa lên, bởi anh em nó độc lập rồi. Nhưng mà con thì cái mối quan hệ nó khác, anh đã chấp nhận như thế thì anh cũng phải chấp nhận kê khai con và bố mẹ. Tôi, quan điểm của tôi là vẫn phải chấp nhận như thế, chứ còn anh em thì không được. Anh em thì rõ ràng là nó độc lập rất cao, nhưng mà bố mẹ lại già rồi, bây giờ anh khai cho một cái động tài sản đấy thì không biết là hình thành từ đâu. Rồi là con, rồi có những đứa con mới có 18 tuổi hoặc là mới 20 tuổi mà có những cái khu đất, những biệt thự mà như báo chí đã đưa, mạng xã hội đưa thì hàng chục tỷ, thì không thể người ta qua đó để người ta kiểm soát anh thôi. Và vấn đề ở chỗ là quá trình kê khai đây ta cũng tương đối thôi, bởi vì nói thật ra mà nói là người ta vẫn đối phó được, đấy là ta làm cho nó chặt chẽ thôi, chứ còn người ta cứ để tiền khó tiền trong nhà, giống như cả quan tham trong cuộc bây giờ Việt Nam thế, tôi dòng tiền mà đưa vào để kiểm soát nhà nước là người ta dễ sợ lộ, cho nên người ta có thể dùng vàng, thậm chí là đô la, là tiền Việt người ta cất
người ta ở trong nhà thì cũng chịu, nói thế thì cũng vô cùng lắm, bởi vì nhất là vàng thì có sợ gì hư hỏng đâu. Cho nên là mình nói cái gì đó người ta vẫn có cái biện pháp đối phó, nhưng ở chỗ là mình kiểm soát chặt thôi. Đấy. Và như vậy thì theo tôi là cuối cùng kết luận lại là gì, cái kê khai của bản thân thì anh phải công khai trên mạng, còn đối với những đối tượng là con ở từng mức độ khác nhau, con cái, cha mẹ hoặc anh chị em ruột thì anh cũng có trong cái hồ sơ. Và bởi vì hồ sơ anh khai tương đối chứ anh làm sao, ngay cả anh em ruột nhiều khi nó không có nói thật về anh đâu mà anh biết là có tài sản riêng đâu. Miếng đất cái nhà thì nhìn thấy chứ còn tài sản không ai anh em ruột nó nói cả đâu. Cho nên là cũng rất khó, cái là chỉ tương đối để tham khảo thôi. Vấn đề là anh kiểm soát tài sản của chính anh. Và từ đó chúng ta mới bàn đến cả cái đối tượng nào để kê khai, chứ không thể mở rộng tranh án được. Bởi vì anh đưa lên trên mạng như hôm trước ta đã bàn là rất nguy hiểm cho an toàn cá nhân đó, chứ không phải là anh cứ kê khai tranh án đâu. Bây giờ kê khai là những người có quyền lực lớn, những người có cái khả năng mà mang lại những cái lợi ích mà do quyền lực. Thì cái đó là phải phạm vi. Tôi nghĩ là lần trước ta bàn rồi, tôi muốn nhắc lại một tí nữa là những quan chức cấp chủ tịch tỉnh trở lên, hay là giám đốc sở, rồi thứ trưởng, bộ trưởng, hoặc là trong một bộ thì có những cái tổng cục, hoặc là những cái cục mà rất cục trưởng rất quan trọng, chứ không phải là cục nào cũng quan trọng. Rồi là đại biểu dân cử thì tôi nghĩ là phải kê khai, bởi vì đại biểu quốc hội 500 người đó là phải kê khai. Hoặc là các ủy viên trung ương. Ông bảo nó đề cập tới đối tượng kê khai đúng không? Đây ta sẽ bàn tiếp vào đấy. Thế tôi nghĩ là cái đối tượng kê khai thì chúng ta bàn đây là nó sẽ có rất nhiều cái vấn đề nó xung đột với pháp lý. Tôi cho rằng là không nên mở rộng mà cần phải thu hẹp cái đối tượng kê khai. Ví dụ 1 triệu quá nhiều, quá không kiểm soát được. Và những cái phó phòng, những cái cơ quan này khác của trường học các thứ thì nó không chẳng có nghĩa gì. Chẳng tham nhũng được nhiều. Hãy tập trung vào những cái đầu mối, thủ trưởng, những cái người mà thực sự có quyền lực, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ông làm tốt đi, ông kiểm soát được đi thì ở dưới tự người ta sẽ kiểm soát nhau. Còn bây giờ thì nó cứ trần trùng điệp điệp tầng tầng lớp như thế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bản thân anh kê khai khi mà anh là người ở công chúng, khi anh là quan chức, khi là người đã vào cái chức vụ quyền hạn đấy thì đương nhiên là anh phải chịu cái sự chế tài công khai, thì không thể nào là anh từ chối được. Nhưng không thể nào lại lý luận rằng con tôi đã được bổ nhiệm thì tôi phải lôi hết ruột gan, hết tài sản, hết cái thứ tôi khai báo. Kể cả tôi giữ bí mật tuyệt đối với con, nhà tôi ở, con không biết rằng là nhà của ai. Đấy là đúng pháp luật. Việt Nam thì có thể là thóc mạch rồi tò mò biết chuyện đấy, nhưng về lý là có thể không biết. Con thành niên cũng thế, đã 18, kể từ cái ngày nó đủ 18 tuổi là nó hoàn toàn độc lập. Chúng ta thì phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng nói về lý thì chúng ta không thể dắt dây được như thế. Cho nên nếu kê khai thì nó chỉ thế này thôi. Kê khai những cái của anh, như cái này đang thể hiện. Thôi. Và cái gì mà anh gửi gắm ở đâu? Tài sản, bố mẹ tức là của anh. Anh chị em, người thân, hàng xóm, vân vân của anh. Anh không kê khai như thế thì sau này phát hiện ra là mất. Thế thôi. Chứ còn đâu, không thể bắt rằng tôi phải kê khai tài sản của bố mẹ tôi. Không thể bắt bố mẹ tôi kê khai tài sản của bố mẹ tôi. Vì đấy nó sẽ trái hẳn với lại nguyên tắc. Và chúng ta cũng quản lý rồi, không kiểm soát được. Tất nhiên các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng thì phải để ý đến cả bố mẹ, cả anh chị em. Đấy là cái trách nhiệm, cái việc là thêm một cái kênh nữa. Vâng. Tôi có ý kiến. Tức là qua bình luận vừa rồi thì tôi thấy hai anh nói cũng là có lý cả. Như theo tôi nghĩ, như vậy muốn kiểm soát được á, cái bản kê khai này chẳng phải để làm căn cứ thôi. Theo tôi nghĩ làm căn cứ. Còn anh phải công khai hóa ở những cái cấp nào, phải luật hóa để mới công khai được. Công khai hóa ví dụ đánh vong Trương Thanh Đức chẳng hạn, tài sản ông có bao nhiêu, ngân hàng là đâu, cổ phần ở đâu, ông kê khai đây rồi thì cái nơi mà quản kiểm soát quản lý đấy người ta phát hiện cho anh nó mới chính xác được. Ví dụ cơ quan quản lý nhà đất nó phát hiện rồi, nó lo cho bảo ông Trương Thanh Đức này, này hiện tại nó làm bộ trưởng này, ông kê khai không đủ, nó gõ nó lại đẩy lại cho ban kiểm tra, cho cư, tức là cho xã hội, cho cả cơ quan ngôn luận biết chỉ cái dòng của ông thôi. Không, kê khai không đúng. Nhưng mà đã đứng tên rồi thì không ông nào không dám kê khai. Vấn đề là những cái đấy, không rõ. Thế thì như vậy những cái ông không kê khai, kể cả tên ông nhá, ông kê khai nó rõ ngay. Và phải có chế tài. Mà chế tài đấy cũng phải luật hóa. Ông kê khai phải thú trắng, phải có luật hóa chứ. Không luật hóa thì kê khai ông thú thế nào được của người ta. Không phải xử mà thú được. Đúng không? Cũng thế thì theo tôi nghĩ việc... cái đấy là cái phải hết sức là trả tài. Ví dụ kê khai làm thế nào, ở cấp nào thì biết họ tên ông chỉ đánh vào họ tên một phạm.
mã danh mã số một phát là nó ra tuốt cái bản này của ông là nằm trên, tức là cái mạng rồi của ông rồi. Thế thì cái người không phải để ý đâu, người ta kiểm tra kiểm soát, người ta có thể gửi cho hoặc là các cái cơ quan quản lý căn hộ, nhà đất, bất động sản, tiền gửi, cổ phiếu, nó biết mà. Vâng. Thì người ta lại cung cấp lại cho. Thì theo tôi nghĩ là nếu mà đồng bộ được như vậy thì nó nhẹ nhàng. Vâng. Nó không có việc gì mà phải đau to bùa lớn cả. Vâng. Thực hết là thu đã. Vâng. Thực hết là thu đã. Không kê khai là thu đã. Nó phải luật nó đấy. Vâng. Nó phải luật. Và đồng thời nó nhiều quá thì xử lý thế nào đây? Về hình, vâng, về hình thức xử lý không phù, không phù hợp với thu nhập thì tiền đâu ra đây, xử lý thế nào đấy? Vâng, về hình thức xử lý chúng tôi đã có một số các chương trình để bàn. Nói thêm một chút về cái chuyện là xử lý giữa cái kê khai và không kê khai thì nó phải có một cái nguyên tắc rất rạch ròi, rất rõ ràng, rất là hợp lý. Tức là anh kê khai, tôi trước mắt là thừa nhận. Tôi không, vì cái chuyện là anh nhiều tài sản quá, anh không chứng minh được nguồn gốc đâu, tôi tịch thu, không được phép như thế. Đấy. Nếu đã kê khai rồi, anh muốn tịch thu, anh muốn xử lý thì anh phải qua điều tra, tố tụng, chứng minh đây là phạm tội, chứng minh là tham nhũng. Còn cái đã không kê khai thì coi như là ông cố tình. Chúng ta hình dung câu chuyện luật nó quy định thế này: tôi nhặt được cái máy tính của ai đó, tôi nhặt được gói tiền của ai đó mà 10 triệu đồng, nếu nhỏ hay lớn thì cũng đều phải trả lại cả, không ai được phép lấy như thế, phải ít nhất báo cơ quan chức năng, báo cơ quan công an. Còn tất cả mọi người lấy thì đều là sai phạm cả. Nhưng muốn nói là cái mức độ sai phạm thế nào, 10 triệu đồng trở lên mà anh không chịu trả người ta, người ta đến ta vào đây của tôi đây, anh lại bảo tôi phải chuộc 5 triệu, hay anh bảo không, tôi nhặt được của tôi, thì sẽ bị truy tố về cái tội là chiếm giữ trái phép tài sản người khác. Cũng là thế, một cái nhặt được của rơi mà nếu mà không chịu trả là bị truy tố rồi. Thế thì trường hợp này là cho anh thời gian đi, thậm chí nếu mà tôi đề xuất 1 năm, nếu mà không được thì 3 năm đi. Cứ cái gì anh kê khai tôi công nhận, rồi sau này nếu như mà năm sau 10 năm sau có vụ án nào đấy tôi điều tra, tôi mới xem lại có thể tịch thu theo trình tự tố tụng. Còn tất cả cái gì mà anh không kê khai cuối cùng không phải của người kia, không phải của anh, không của ai cả, đấy là của nhà nước thì tịch thu. Vâng. Làm như thế là xong thôi, là mọi cái thứ là nó đều hợp tình hợp lý, nó minh bạch và nó sẽ có hiệu quả. Vâng. Anh thấy như cái bà ở Lộc Hà này là đứng tên tài sản một cái biệt thự 100 tỷ thì 70 tuổi mà hàng ngày vẫn đi bán rau để Hà Tinh báo chí đứa đấy. Thế nó có khai đâu với con thì làm sao mà bố mẹ được. Vâng. Thế nên rất khó, khai cho bố mẹ 100 tỷ cái biệt thự. Vâng. Con làm bộ đội biên phòng. Thế mà anh bảo đây là tôi có khai đâu, tôi chả có tài sản gì mẹ tôi. Vâng, tôi nghĩ nội dung các khách mời cung cấp nó cũng rất là thiết thực ấy. Và rất là sát với cả những cái thực tế hiện nay của chúng ta. Chúng tôi thì đã thực hiện đến 7 số rồi ạ. Và trong vệt đề tài về phòng chống tham nhũng thì đã là 10 số ạ. Vì vậy nên là rất nhiều những cái giải pháp, những cái cách thức kiểm soát, rồi những cái nội dung mà chúng ta vừa bàn ạ, thì cũng đã được phân tích khá là sâu trong các số trước. Tuy nhiên ngày hôm nay với những điểm phân tích rất là cụ thể ở những cái bản kê khai như thế này thì tôi nghĩ là hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu với thông tin của quý vị khán giả. Muốn chúng ta đi từ những cái việc cụ thể nhất, những cái chi tiết nhất để chúng ta có thể ra được những cái giải pháp nó thiết thực, thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với Trường Quay Đối Thoại và chia sẻ những thông tin đối với chúng tôi ạ. Xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để đồng hành với Đối Thoại và tiếp tục theo dõi về đề tài này của chúng tôi trên website của VITV, trên chương trình truyền hình của chúng tôi ạ. Thì xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình Đối Thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình Đối Thoại tiếp theo ạ.